nhận này, đây là đầu nhận này, xong đây sẽ có một cái cài. Cài nút vào, nó rất là vừa vào cái phần cài flash của máy ảnh. Nó như đốt đấy nhỉ? Như đốt luôn, đây, như đốt này, rất rất vừa và rất là chặn. Nó thiết kế ở trong máy ảnh. Chắc chắn, rất là chặn, chắc chắn, đấy. Đấy, rất là vừa và rất là gọn. Đấy, chưa? Đây là con ZV-E10. Nếu như con 6.3, 6.4 thì nó nằm ở giữa đây thì cũng rất là vừa, không ảnh hưởng gì cả. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Sơn Music. Thì hôm nay thì Sơn rất vui khi có một người bạn khách mời rất là đặc biệt đến đây để chia sẻ cùng với Sơn về cái sản phẩm mới của mình. Thì có một người bạn khách mời rất là đặc biệt đến đây để chia sẻ cùng với Sơn về cái sản phẩm mới của mình. Thì hôm nay thì Sơn sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng sản phẩm mới của The North Face, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trong làng ba lô rồi là quần áo. Thì không chỉ là